không, cục nhỏ dễ ăn đi, dễ bán hơn. Sau này mà nếu mà bán được cái đó dễ hơn. Đây là nó bảo cái chứng nhận của còn chứ. Cơm nhãn hiệu mà ấy mà. Không, dễ bán nổi lắm. Cơm dẻo tới 45 ngàn một miếng mà, một hộp cao lắm. Anh muốn này.